Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Báo Điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong buổi chất vấn chiều mùng 5 tháng 6 tại Quốc hội, đại biểu Trần Chí Cường, đoàn Đà Nẵng nêu vấn đề. Sau đại dịch COVID-19, Quốc hội và Chính phủ rất quan tâm hỗ trợ ngành du lịch sớm phục hồi và phát triển bằng chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và đã bố trí ngân sách 300 tỷ đồng cho quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên đến nay, số kinh phí này vẫn nằm trong tài khoản tiền gửi ngân hàng. Số tiền lãi được dùng chi cho hoạt động thường xuyên và bộ máy hành chính quản lý quỹ. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân cũng như có biện pháp khắc phục tình trạng trên. Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết 300 tỷ đồng không phải là quỹ để hỗ trợ phát triển du lịch, mà theo luật du lịch thì gọi là vốn điều lệ. Vốn điều lệ thì được áp dụng theo quyết định số 49, tại khoản 7, điều 9 của quyết định 49 do Thủ tướng ban hành, thì vốn điều lệ được bảo tồn, phát triển bằng cách gửi ngân hàng và bảo tồn nguồn vốn đó. Phần lãi được đưa ra để chi phí cho tổ chức bộ máy, còn phần kinh phí cho xúc tiến hoạt động du lịch do chính phủ cấp thông qua tỷ lệ phần trăm trong đóng góp của ngành du lịch qua phí, vé. Ông Hùng thông tin, khoản tiền 300 tỷ đồng được bố trí cho quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo hai đợt. Trong đó, 150 tỷ đồng bố trí trong đợt đầu đã được gửi ngân hàng. Số tiền lãi chi cho hành chính, bộ máy theo quyết định 49 của Thủ tướng và sự kiểm soát của Kho bạc Nhà nước. Ông Hùng nói, chúng tôi đang chỉ đạo, củng cố, kiện toàn đội ngũ quỹ, tiếp tục đề xuất cơ quan có thẩm quyền, phối hợp trích lập các quỹ theo quy định vì đây là mô hình mới. Bộ trưởng giải thích, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập. Hai loại hình này rất khó trong hoạt động nên đang vướng. Tuy vậy, ông Hùng nhấn mạnh, tinh thần sắp tới là quyết liệt hơn, sắp xếp lại bộ máy. Nếu cần thiết, báo cáo đánh giá tác động xem xét sửa đổi quyết định 49 của Thủ tướng về chức năng, nhiệm vụ của quỹ để đưa quỹ vào hoạt động, phục vụ tốt hơn hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch như trong quy định tại luật du lịch. Ông Hùng báo cáo Quốc hội. Tham gia tranh luận về quỹ phát triển du lịch, đại biểu Nguyễn Văn Thân, đoàn Thái Bình cho rằng nếu giao quỹ này cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, rồi Bộ lại gửi tiền vào ngân hàng thì không cần ban quản lý quỹ, rất là lãng phí. Vì như vậy phải chi cho ban quản lý quỹ nữa. Theo ông Thân, việc quản lý tiền của quỹ này nên giao cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với nguyên tắc không làm thất thoát tiền của nhà nước. Việc quản lý quỹ này có thể giao cho Văn phòng Bộ. Về nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Quỹ phát triển du lịch được hình thành từ năm 2021. Ông Hùng thông tin, số tiền 300 tỷ đồng là vốn điều lệ của quỹ. Theo quy định, không được phép chi cho các hoạt động xúc tiến du lịch mà phải gửi tại kho bạc nhà nước. Khoản lãi từ tiền gửi này dành cho chi phí hoạt động bộ máy. Còn tiền chi cho hoạt động xúc tiến du lịch được trích từ khoản thu tiền vé tại các khu di tích hàng năm, mức này khoảng từ 5 đến 10%. Năm nào thu được nhiều thì Bộ Tài chính cấp nhiều, năm nào thu ít thì cấp ít. Tuy vậy, Bộ trưởng Hùng nhìn nhận, bộ máy vận hành, điều hành của quỹ này vừa qua chưa ổn, có tiền mà không tiêu được. Ông Hùng nói, phần tiền quỹ phát triển du lịch được chi nhưng không tiêu hết, vẫn nằm trong kho quỹ và không được chuyển nguồn sang năm sau. Đến thời điểm này, chưa phát hiện tình trạng tham ô, tham nhũng quỹ. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh điều hành, trước mắt tập trung xúc tiến quảng bá du lịch, sản phẩm du lịch để phát huy hiệu quả quỹ.